Ok, xin chào anh em đến với kênh của mình nha. Làm đây WZ đây, Khan em ơi. Đây Khan chúc tất cả anh em một ngày vui vẻ và tràn đầy của em bên và người thân nha anh em ơi. Thì tiếp tục series cái hành trình leo top súng M1887 mùa S42 mùa mới của WZ đây Khan nha anh em ạ. Đây thì top tỉnh đây Khan hiện tại là top 3 nha anh em ơi. Đấy, quan trọng top tỉnh nha anh em ạ. Quan trọng là hôm nay clip này đây Khan leo lên được top 54 Việt Nam nha anh em ạ. Ui rồi ui sao bao nhiêu hành trình, bao nhiêu nỗ lực đây Khan cày từng, nói chung là cày từng lên từng top, cuối cùng mới lên được top 54 Việt Nam coi nha anh em ạ. M1887 với 9.638.000 điểm nha anh em. Ok, clip này đây Khang sẽ chơi đó là full về M1887 thủy nộ nha anh em ơi. Khẩu súng M1887 thủy nộ được anh em, nói chung là được khá là nhiều anh em bỏ quên được khá nhiều anh em chơi. Ok anh em ơi, không biết anh em nào chơi không, nhưng mà khẩu thủy nộ về đây Khang vô bắn mới biết được khẩu này nên chơi nên khen anh em ơi. Ok thì bây giờ chắc chắn cho vào video anh em xem đi Khang quẩy 1 thủy nộ trên top server Việt Nam đẳng cấp như nào nha anh em ơi. Bây giờ get go thôi. Xôi đầu thỏ quá ngầu luôn. Đây rồi. Ôi sao hơi đầu video đầu thỏ. Nhưng mà hả vô video cầm đầu chú hề anh em ơi. Đấy thì nói chung là đầu thỏ thì ở mấy trận sau. Trận đầu tiên thì Khang sẽ cầm đầu chú hề anh em ơi. Ui rồi như cá luôn, như cá luôn. Ok anh em ơi, thì cái khu này dùng xanh thì như hiếm lắm mới có 187 nè mà. Đây hiện tại mình cầm được 187 rồi đây. Ok, khởi đầu anh em ạ. Ui trời ơi, nói chung là khu này dùng xanh á, M40 rất là nhiều anh em ơi. Ấy khu thì chắc xưa thì dùng xanh M40 với lại những súng tiêu liên khá là nhiều. M187 hên lắm, mình mới lượm được một khẩu anh em ơi. Đây chú không có tình nào, ủ sụi. Trận này thì Khang ghê, Khang cầm chú hề nhưng mà không đem đi guitar nha anh em à. Ấy mình đem theo cái con cây ly để xem anh em ơi. Ấy 187 thủy nộ này không cần đem đi guitar. Ấy đem theo cây ly, không cần tăng cái hỏi đạn xem bắn như nào nha. Ok, hết cái trọng này, giỡn hoài mày. Ok anh em ơi, khu này nói chung là hả khá là đông nhưng mà bắn nhau anh em, mấy bạn này cứ chạy lộn xả trơn nhiều khi anh em ơi. Nhảy xuống đông nhưng mà hỏi bắn nhau không có ai chơi, nhưng mà bắn nhau không có được kêu nào chơi ấy. Ok mình phi xe nè em ơi, ấy đúng không, đấy nãy nhảy rất là đông mà cuối cùng thì Khang cũng lượm được 2 kill rồi. Chú bọn này uống sụi dữ như sao bụi cỏ anh mà. Đây một viên là lắc vô đấy, lắc ra ui trời ơi, thanh niên bị lừa nữa mà. Ui trời ơi, mình là anh em hả, anh em mặc đồ bẫy đá nữa mà. Rồi đây Khang chơi đầu chú hề với lại mặc thêm cá bẫy đá nữa. Ok nè mày, combo này hả kẻ quý vị. À mình kia bắn nhầm, khoan mình mua đồ cái đã. Đấy mình mua thêm giáp mũ cái nè mày, mình mua giáp mũ cái mình mới giao giáp qua chơi nữa mà. Đấy giáp 343 liền, ui trời ơi giàu quá luôn anh mày. Quỳ không đem đi kia heo đi kia ta, cầm khẩu này bắn hơi chậm nha. Đấy đi Khang hiện tại nói chung là cái hành trình đi Khang leo lên top server Việt Nam bằng khẩu 187 thủy nộ này hơi đuối anh em ạ. Đây rồi, đây rồi, ui trời ơi, ôi trời ơi, ôi khẩu này nặng tay quá anh em. Ui trời ơi, ui trời ơi, cái gài đạn chậm kìa. Thật sự luôn nhưng mà khẩu này mà đem đi so sánh với lại đây xe tới. Úi trời bắn không đổi mình đấy mà. Ui trời, từ đi ơi. Khoan anh em ơi. Bên ngoài xa có địch nữa, bên khu điều trang mà nó có địch nữa nhưng mà, cho nên mình cứ từ từ. Đấy thằng này mình cứ công từ từ thôi anh em ơi. Đấy mình chơi cáo dạ đâu một tí. Thì khẩu này nếu mà được anh em so sánh với lại khẩu lôi nộ. Đấy anh em hay hỏi là khẩu này với lại khẩu lôi nộ anh em nên lấy khẩu nào. Nhà vua ha, cha hết đi này. Anh đi có vua đấy, đây chậm quá. Ui trời ơi. Khẩu này thì tăng 2 tầm xa đấy với lại một sát thương anh em ạ. Khẩu này sát thương khá là cao nhưng mà bắn khá là nặng, khá là chậm anh em ơi. Khoan một hồi mình sẽ so sánh khẩu này với lại khẩu lôi nộ cho anh em nên lấy khẩu nào nha. Ok tới bên phải nè. À nó bên ngoài nó không chịu công vô anh em ạ. Thôi ok bắn luôn nè, đặt keo luôn nè. Ai sao thằng này. À bụi cỏ ấy, mình bật OG lên bên phá bụi cỏ nó anh em. Rồi chết chắc rồi. Rồi. Ê, ok gài đạn nè. Rồi nó bắn mình lắc ra bắn. Ôi lắc ra bắn bất ngờ sẽ bắn không trúng mình anh em ạ. Đấy rồi. Đấy khẩu này. Ui mà công nhận cực thật sự nhưng mà cực khổ luôn anh em. Đây Khang mới gọi nói là đây Khang bắn 187 rất chi là chuyên nghiệp nhưng mà mình cầm khẩu 187 thủy nộ mình bắn mình gọi là cực khổ luôn anh em ạ. Trời ơi nó khá là nặng, không đem đi theo đi guitar nói chung là khá là cực hình với mình anh em ơi. À, nhưng mà không sao thì Khang sẽ cố làm quen. Hãy đi khẩu này thì nó sẽ giảm tốc độ di chuyển hay sao anh mà. Đấy còn khẩu lôi nộ thì nó sẽ tăng một tốc bắn cái này, ơi tăng nó một tốc độ hay đạn anh em. Ê đây một tốc bắn chứ. Đây ui trời ơi. Ấy khẩu lôi nộ á, khẩu màu vàng đó anh em, tăng 2 tốc độ, tăng 2 độ chính xác và một tốc bắn. Ấy thì khẩu này thì tăng 2 tầm xa và một sát thương anh em à. Khẩu này thì anh em nói chung là khá là nặng. Còn khẩu lôi nộ thì nó tăng thêm một tốc bắn anh em bắn khá là nhanh. À, cho nên là khẩu lôi nộ tốc độ xử lý nó nhanh hơn khẩu này khá là nhiều anh em à. Ấy cho nên anh em cân nhắc nha, mình thích bắn khẩu lôi nộ anh em ơi. Khẩu thủy nộ thì mình thấy khá là nhiều người thích anh em à. Rất là nhiều anh em thích luôn. Ấy mình làm cho anh em xem thôi anh em, mà chứ khẩu này thì Khang không bắn anh em.
mình làm clip cho anh em xem thôi. À, chứ khẩu này đi khen không có bắn khẩu này anh em ơi. Ok, khẩu này anh em bắn vô đầu rất là ngon nha. Khẩu này bắn gặp tầm xa vô đầu rất ngon. Úi xời ơi, tới rồi anh em ơi. Rồi nó công lên nè. Ok, nhà vua nè. Trời ơi, nhà vua mà gặp đi khen thì cũng bay màu luôn. Nhà vua bậc nhất này anh em ơi. Đi khen mới là nhà vua bậc nhất nè. Mấy bạn này nhà vua phát thôi. Hàng phát thôi. Trời ơi, chạy rồi, anh em kia chạy ra ngoài rồi nữa mà. Rồi chắc có đứng rồi phải mình nè. Rồi, ok, nhảy ra lụm lúa luôn. Ok, bay màu luôn. Ôi, thật sự anh em ơi, mình khuyên anh em cầm khẩu thủy nộ để anh em bắn á. Anh em nên đem theo con Nikita để tăng thêm tốc độ hơi đạn cho mình nha. Chứ khẩu này mà không có Nikita anh em thấy thì khang bắn anh em. Ui trời ơi, nặng khủng khiếp luôn anh em ạ. Bắn hai viên xong á, ấy anh em gài đạn nhưng mà gài đạn khá là chậm anh em ạ. Đấy mà bắn hai viên cũng ra đạn khá là chậm đó. Ok, ui rồi, bảo sao anh em thấy không? Đây khang hay khuyên anh em á nên chọn những khẩu mà 1887 tăng tốc độ hơi đạn và tăng tốc độ bắn nha. À ha, hiện nói chung là 1887 mình cần tốc độ xử lý hơn anh em ạ. Còn thằng chết mình. Ui rồi ui. Nhưng mà khẩu này bắn cực kỳ đam cực kỳ cao luôn anh em ơi. Đấy thì hôm nay đi khang đổi đồ anh em ạ. Đấy thì nói chung là nguyên cái clip này đi khang nói chung là đổi đồ luôn anh em ơi. Đấy, đổi đồ cho anh em xem. Đi khang lâu rồi chưa đổi đồ, còn mặc Lego thôi. Hôm nay đi khang đổi cho anh em chú Hề và ấy clip sau chặn sau chứ đi khang sẽ đổi thành đầu sừng. Đấy và đổi thành thêm cái đầu thỏ đó anh em ạ. Đấy đổi ba cái đầu quá hả, ba cái đầu. Nói chung là ba cái đầu này anh em trong game anh em nhìn vô là ghét liền đúng không anh em. Ui trời ơi, thanh niên mặc áo của đội tuyển nào thấy. Ui trời, đi khang mới đổi cái áo của đội tuyển WAG nè mà. Đấy, chặng sau thì khang sẽ mặc áo đội tuyển WAG nè mày, ủng hộ WAG nào anh em. Đấy, WAG bắn giải Brazil rồi đó ba. Đấy, qua Brazil hôm nay rồi anh em nhớ theo dõi WAG, đội tuyển WAG và UA bắn giải nha. Nói chung là đội tuyển Việt Nam mình nói chung là ai được giải cũng được hết chơi nhưng mà ai được top cũng ok hết. Đấy, mình đều ủng hộ hết cả hai đội tuyển anh em. Đây rồi, ba thằng trên đây là anh em ơi. Bây giờ mình phá cái xe không biết nó nổ chết không ta, nổ không ta. Ui nổ chúng nha. Ơi nổ chết ba thằng luôn kìa anh em ạ. Anh em biết tại sao mình bắn chiếc xe không anh em? Tại chiếc xe nó nằm trên đó, cái phi thuyền nó khá là bự nên mà nó nổ một phát là nổ hết trơn nguyên cái bụng của luôn. Ấy cho nên là mình bắn cái nổ của phi thuyền. Hello người đẹp. Ui trời ơi, ôi trời hay quá em ơi. Ôi thằng trên kia bắn mình đi mà. Ấy thằng trên kia ba đoạn trên kia bên nó quảng cáo anh em ạ. Đấy phi thuyền đó mình bắn nổ phi thuyền là nổ trơn chúng hết trơn ba thằng luôn, tại phi thuyền bự lắm anh em. Ui trời ơi, anh em để ý nha, thằng nào mà phóng lên trên cao á chạy bằng phi thuyền anh em bắn nổ phi thuyền cho mình. Ấy là chết sạch luôn anh em, mình lia ba thằng trên đó ngọt sớt luôn. Ok chạy đâu hết rồi. Chạy chưa chặn mấy chung là dạo này anh em mà đầu mùa anh em mấy bạn này không biết tại sao nhưng mà ấy mùa này mình thấy không giống như mùa trước anh em ơi. Ấy sao ấy địa chất các bạn. Trời ơi địa chất mà gặp thủy nộ thì hơi ghén nha, mình hơi ghén nhưng mà mình vẫn ăn nha anh em à. Ấy thì không biết mùa này nó khác mùa xa mấy mùa trước anh em à. Ấy mùa này thì mình thấy cảm thấy anh em đi lẻ khá là nhiều. Ấy mình bắn nói chung là bắn chết một hai thằng thôi nhưng mà không có gặp team 4, ít dùng khá là ít gặp team 4 anh em ơi. Đấy mùa trước mùa trước thì nói chung là anh em đi chung mùa toàn team 4 không căng thật sự nhưng mà mùa này mình thấy anh em đi lẻ nhưng mà anh em đi lẻ toàn những ai anh thấy không. Ui rồi trên bản đồ đông như cá luôn anh em ơi. Đây có bạn đi lẻ nên không toàn đi lẻ không anh em à. Nhưng mà mấy bạn này đi lẻ toàn những bạn có kỹ năng anh em, bắn rất là ghê, xử lý khá là kinh anh em ơi, cho nên mấy bạn này mới dám đi lẻ anh em à. Ok đây trên đầu mình có địch nha. Đây à, mình ngay sau lưng mình nè. Đó ok mình lách cao này rồi. Ok đứng dậy các bạn, đây là bể đầu. Ui trời ơi viên thứ hai mới vô đầu nha. Cái thằng trên cao đó mà chỗ cái bánh hamburger trên cao á nó chuẩn bị nhảy xuống nè. À xuống đây. À đây chắc rồi. Ok bay màu luôn dẫn hoài đó mà. Ok 16 kêu rồi ấy còn 5 thằng. Ê chiến này bạn mới chết trời ơi, hai viên bể đầu luôn. Ui khẩu này cũng nhận bắn vô đầu phê với anh em à. Nhưng mà khẩu này á thì so sánh với lại khẩu địa chất thì khẩu này không bao giờ bằng khẩu địa chất nữa mà. Nói chung là trong bộ tứ đá chế tác 187 này, thủy nộ, hỏa nộ, địa chất với lại lôi nộ á thì hỏa nộ với lại địa chất là mạnh nhất nha. Đấy, nhưng mà theo mình khẩu địa chất là sẽ mạnh nhất anh em à. Khẩu thủy nộ chỉ là đứng thứ hai thôi, nó không mạnh mà khẩu địa chất đâu. Ok tiếp tục thôi anh em ơi. Trời ơi chạy đâu. À khoan. Ui rồi xuống cái này mà Dù ai trong nhà nè. Đây rồi, ok bắn, ok đặt cái ô lên liền nha anh em à. Cái này khá là chậm phải bật ô lên đi gài đạn anh em ơi. Đấy chờ nô lên lách vô nè. Lách vô chờ nô nè, gài đạn nè, lách ra bắn tiếp nè, đặt keo nè, nấp một anh em ơi, còn thằng cuối nè mà. Ôi trời ơi liền luôn. Ok 20 kill anh em ơi, vừa tròn. Đấy, nói chung thì đầu mùa thì bắn như vậy là quá là ok rồi. Tại vì mấy bạn này đi lẻ khá là nhiều anh em ơi, không đi chung với team 4 ấy. Cho nên là được nhiều, không có được nhiều kill cho lắm. Ok, đấy thì trận thứ hai thì Khang cầm đầu sừng và mặc cái áo đội tuyển của WAG nữa mà. Thì cái áo đội tuyển WAG này thì anh em có thể nhận trong cái hòm ấy nữa mà. Đấy, anh em mở hòm mà như nó có tất cả các đội tuyển trong cái bắn giải Brazil đấy, có tất cả full đội tuyển luôn. Anh em có thể lấy áo đội tuyển nào cũng được hết trơn. Đấy, hình như tặng 30 ngày sau anh em ơi. Đấy, tặng 30 ngày sau đấy.
Trời ơi, người yêu mình đặt thêm qua keo bóp mình quá đúng không? Ôi thằng này, ôi trời ơi, lên. Ấy, 187 ra tay. Ôi trời ơi, thanh niên kia cũng cầm 187 luôn anh mà. Khoan, còn mặc thêm cái lửa chạy cho người yêu mình lấy cái lửa chạy lên mình gạt này cái đã. Gạt nó lấy bơm keo, mình đặt bơm keo mình cứu mới được đó mà. Đấy, đặt keo cứu mới được. Phải an toàn anh em ơi, phải an toàn là trên hết. Ui rồi ôi. Ui công nhận anh em ơi, nãy giờ mình chưa kể khổ với em anh em mà. Hãy cho anh em cho đi Khang kể khổ nha. Mà anh em mà mình quyết định mình leo top bằng 187 thủy nộ này. Mà công nhận leo cực kỳ khổ luôn anh em. Ui ôi, cầm cái anh em nghĩ xem. Đấy anh em có nhiều bạn nghĩ là hả, đây Khang có kỹ năng, nói chung là bắn rất là dễ top 1 đúng không? Hãy vô bắn chắc 1-2 trận là top 1 hả, 3 trận là được 3 trận top 1 hả, là xong cái clip rồi. Mà không phải đâu anh em à. Cái clip này đây Khang chơi 3 ngày anh em ơi. Đấy, thật sự đi Khang chơi 3 ngày mới được một cái clip này anh em mà. Đấy, anh em thấy thương đi Khang, anh em cho đi Khang một like, đừng quên đi Khang một đăng ký kênh nha, ủng hộ đi Khang nha anh em à. Cảm ơn em rất là nhiều. Thật sự luôn anh em ơi, 3 ngày mới được một cái clip 187 thủy nộ này. Không biết tại sao đi Khang bắn khẩu thủy nộ này cực kỳ căng luôn anh em à, cực kỳ khó luôn. Đấy, lần này làm thật khẩu thủy nộ khó với anh em. Đấy, thì anh em muốn đi Khang chơi súng gì? Cái skin súng 187 nào anh em nhớ comment dưới nha. Ui nhưng mà khẩu này anh em, nếu mà anh em dí thằng địch ở sau lưng á, ấy thằng địch nó đang chạy trước mặt anh em dí ở sau lưng á, thằng địch không bao giờ chạy được anh em mà. Hai viên thôi là chết anh em. Ui trời ui bậy màu luôn. Nhưng mà khẩu này á, hai viên không chết á thì nó hai viên không chết á thì hả, thằng địch nó dí anh em mới gọi là cái vấn đề hơi cực đấy, mà hơi gian nan đấy. Ok thì trận này đây Khang vẫn tiếp tục cầm theo con kỳ ly anh em. Ôi trời, ai ôi sau lưng nào, ai muốn bẫy đầu đúng không? Trời ơi luôn cái đám mà. Ôi trời, kéo tông với đây Khang à. Ok anh em ơi, thôi hai trên nhà của địch mình tính phóng qua cái khu điện trang, phóng lên nóc anh em à. Thôi nhưng mà thôi, trên nhà của địch này có thằng núp trên đây nè mà. Trời ơi núp anh em đâu, bây giờ mấy bạn này đi lẻ mấy, ai chỉ có đường núp thôi, gặp đi Khang chỉ có đường núp thôi. Trên đầu mình nha, trên đầu mình nha, đây bắn nè. Ôi trời ơi, núp đi, núp cho kỹ vô, núp cho kỹ vô, đặt keo độn thổ rồi đi bạn ơi. Trời ơi kiểu này cũng có nên là khóc nha. Ok ok lên nè, mình phải bắn chắc anh em ơi. Đấy, biết thằng địch nó anh em nhìn thằng địch nó biết là anh em nó solo không lại anh em rồi, nhưng mà anh em cũng phải cố gắng anh em bật thêm cái con kỹ năng giật anh em lên nữa. Anh em chơi Tatsuya hoặc là chơi chỗ đồ á, em cũng phải bật thêm kỹ năng giật nha, để cho chắc ăn anh em. Không thôi thằng địch nó lỡ nó chó ngáp phải gùi một phát một vô đầu hết sọt cái anh em chết luôn rồi sao anh em à. Không thể nào mà bắt cẩn được mà không thể nào mà chủ quan được nha anh em. Ok chúc mừng quyết định nè. Tại đây Khang á, nói chung là đây Khang á trải qua những cái pha chủ quan rất là nhiều rồi. Ok chết luôn nè anh em ơi. Đấy, chủ quan khá nhiều, chết khá nhiều rồi nên mình rút kinh nghiệm được anh em à. Ai cho mình quyết định nè. Ấy ơi, bá kêu ra là chết luôn. Ấy gà đáng chậm quá. Ui trời ơi, trận này đi Khang cộng vẫn không đem Nikita nữa mà. Ok, đồng đội mình giết luôn. Ấy mình vẫn muốn trải nghiệm không đem theo Nikita nữa anh em. Cho nên là trận sau mình sẽ đem theo Nikita cho anh em xem. Ấy. Trời ơi, trải nghiệm nói chung mà khẩu này không khác gì khẩu 187 mặc định anh em à. Ấy chỉ khác là tăng thêm sát thương thôi chứ không khác gì khẩu 187 mặc định cả. Ấy nhiều khi bắn nó còn nặng hơn nữa anh em. Trời ơi, cực kỳ nặng luôn. Ui trời, thanh niên mà áo WZ à, xin lỗi người anh em nha. Nhưng mà vô trận đấu là thằng nào cũng như thằng nào đó mà, ấy thằng nào cũng là kẻ địch thôi anh em. Ấy vô trận thằng nào cũng như kẻ địch hết. Gặp lòng phá với mỏ hết, gặp lòng phá với mỏ hết anh em à. Ấy ui trời ra đây công luôn. Anh này cũng có vua à, giữ sao. Một con bốn nè, long tộc nè. Ui rồi hết máu rồi anh em ơi. Ra chơi luôn anh em ơi, sợ gì. Ấy sao gì, ôi trời ơi, nặng quá. Không sao, cứu anh em ơi. Đồng đội mình cứu được anh em ơi, cứu được, vẫn chơi được. Ra đây, từ từ nó mình nặng quá, cứ chậm chậm anh em ơi. Nó còn khóa chiêu nữa chứ, thứ gì mà chịu được. Rồi ơi, ok nó ra nè. À, mình đại nó ra nè, ôi dồi, lưu đạn vô, ok đặt kem nè. Ok, ra đây, ok, ui dồi ôi, đồng đội mình giết luôn anh em ơi, hay quá. Nói chung là mình với đồng đội mình cover với nhau anh mà. Đây nè, ok đặt keo. Ôi bắn không trúng thì cứ đặt keo gài đạn lên mà. Khá là chậm anh em, khá là nặng. Hai viên không chết thì gài đạn bắn tiếp anh em. Ấy thật sự cực kỳ khó bắn luôn anh em à. Ấy mình khuyên anh em á, nếu sau này á mà 187 bốn khẩu có quay lại á thì anh em bỏ, tại vì bây giờ mình thấy anh em chuyên về xử lý hơn. Ấy nói chung là một phần nhỏ, một phần ít anh em hay bây giờ còn one shot ấy, mình thấy khá là ít anh em chơi one shot nữa. Mà anh em muốn bắn theo kiểu one shot á, một viên một chết một thằng á, bắn vô đầu á thì anh em nên lấy khẩu này. Còn mà anh em muốn xử lý cân 3, cân 4 á, cân 2, cân 3, cân 4 á, đẹp mắt á, xử lý lạng lách đánh võng, anh em cầm mua khẩu lôi nộ. Đấy, lôi nộ nè, hỏa nộ nè, và thêm một khẩu địa chất nữa. Đấy, ok, trong 3 khẩu đó anh em lấy khẩu nào cũng được hết trơn. Đấy, khẩu lôi nộ thì nói chung là mình rất là đánh giá cao khẩu đó nha anh em. Thật sự luôn, khẩu đó tăng 2 độ chính xác và một tốc độ bắn cực kỳ nhanh. Ấy một cái bắn anh em thấy gì thôi, bắn nhanh lắm nha. Ấy và tăng tốc độ chính xác, bắn có chuẩn anh em à.
Ai khẩu này nên không cực kỳ nặng luôn anh em ơi. Để một hồi chặng sau đi khang thai Nikita để xem khẩu này nó bắn xem nó có giảm được cái tốc, nói chung là giảm được cái sự nặng nhọc của nó hay không. Ok, chơi đi có địch, chơi có địch nào. Ui rồi ôi rồi ôi, đâu rồi đây, đây. Ui rồi đạn tự nhiên vô đầu luôn đó. Phải vô đầu rất là phê nhưng mà ok chạy vô chạy vô chạy vô. Ôi rồi. Ui anh thằng nó bắn cái gì mà bởi giáp bởi đầu luôn. Ui bởi giáp bởi đầu luôn mà em theo con giật cây gót anh em, nó phá giáp rất là ghê. Ok trận này mình chết anh em ơi, đồng đội mình cuốn xuống rồi nè. Ok đại hội bắn nhau cơ hội anh em ơi, cơ hội bởi đầu tiên. Ui trời ơi ngon lành rồi, còn có mấy thằng cuối thôi, còn 3 thằng cuối thôi. Ok mình sẽ cố gắng anh em à. Rồi đồng đội mình nóc luôn rồi. Ok không sao sao, để Khang còn gỡ là còn sợ là còn gỡ anh em à. Đây bây giờ mình lút đồ nè. Rồi bên ngoài bo có địch nha, chắc chắn mình sẽ chạy vô bo cái đã anh em ơi. Đấy mình sẽ chạy vô bo bên phải có địch nè. Ok mà không có nít. Ui rồi chết luôn. Ok gạt luôn. Hãy mong hồi này có 187 anh em ơi. Cuối bo cuối trận mình vẫn muốn bắn 187 nha. Đấy làm clip cho anh em hả? 187 mà mình chỉ muốn bắn 187 thôi anh em à. Ok gạt luôn. Đụp đúa. Rồi ngon lành. Ok còn hai lần cuối nha. Lút đồ có 187 hay không? Ui có không nhỉ? Ê có luôn anh em à. Tuyệt vời, ngon lành anh em ơi. Đấy anh em thấy không? Bây giờ nè, trên nóc mình chắc chắn có một thằng trên nóc rồi. Nãy giờ mình thấy nó bắn trên đó nè mà. Không biết như thế nào chứ đây Khang vừa chỉ mới biết cái đường mà leo lên nóc thôi anh em ơi. Hay mình mới biết cái đường mà leo trên nóc thôi nè mà. Hay mà hồi mình sẽ leo trên nóc mình giết cái thằng trên nóc sau. Ai còn một thằng nữa, một thằng trên nóc và một thằng ở dưới hay sao anh em ơi. Hay là hai thằng trên nóc giờ mình không biết luôn. Ai ok mình sẽ cứ đẩy từ vô anh em ơi, mình còn nhiều kéo. Thằng đây thằng thứ hai đây. Ok giết con chưa bởi đâu. Ui sổ trong bộ kịp chết luôn anh em ơi. Trời ơi đụng đang. Ui ơi lia luôn. Trời ơi còn một thằng cuối. Ok bây giờ mình sẽ chạy công luôn anh em ơi. Anh em xem đi Khang nhảy lên nóc nè anh em ạ. Hãy cho những anh em nào mà chưa biết nha. Ok lên trên nóc được khu này anh em nhảy lên cái mép này. Đó lên mép này rồi qua đây anh em ạ. Hãy nói chung là cho những anh em nào chưa biết đâu chứ đi Khang cũng mới biết thôi anh em ạ. Ê bụi cỏ hả bạn. Ok hai viên. Ok lên rồi nhảy xuống. Ê, nhảy xuống. Trời ơi thứ nào mà đỡ được anh em ạ. Bay màu luôn. Ok đấy AWD quá đẹp anh em ạ. Quá ngầu luôn. Thêm cái đầu sừng nữa thì quá thứ gì chưa nổi anh em. Ok anh em thấy cái hành trình leo 187 của đây Khang cực không anh em à. Leo lên top Việt Nam đâu phải dễ anh em. Rồi ok trận thứ 3. Trận này chưa phải trận cuối cùng đâu. Clip này tới 4 trận lên anh em à. Ok trận này Khang cầm đầu thỏ nha. Đây chúng mà mình nè. Ui dồi vừa nhảy xuống đây Khang lụm được hai khẩu sừng găng anh em à. Đấy M104 với lại cho gold luôn. Đấy khu vui chơi dùng xanh này hơi khó chơi tùy một tí nhưng mà mình sẽ cố gắng mình bắn kỹ anh em ơi. Trên đầu mình vẫn có một thằng nha. Đấy ok mình sẽ đẩy lên luôn. Như thằng này đặt keo bơm máu rồi anh em à. Ok đặt keo công lên luôn nè. Đấy solo 1v1 luôn anh em ơi. Ơi sai. Ơi trời ơi nguy hiểm đây, tí hẹo anh em à. Ôi trời ơi, anh em nhìn cái đầu thỏ này á, anh em nhìn thấy ghén không anh em? Thật sự anh em mà khoảng 4 năm trước á, ấy 3 hoặc là 4 năm trước á, anh em nhìn á, thằng nào mặc cái đầu thỏ cực là sợ cực kỳ đó mà. Ấy cực kỳ ớn luôn anh em, nhìn cực kỳ sợ luôn bây giờ anh em à. Ấy bây giờ thằng nào mặc đầu thỏ là bị vỡ mồm liền. Ấy mặc đầu thỏ là thằng nào mặc đầu thỏ cũng bị chết anh em mà. Ấy lú ra là thì đây Khang bẻ đầu thỏ liền đó mà. Bẻ hai cái lỗ tai luôn. Ôi rồi vô đây. Ui rồi cái này chết rồi. Ấy nhìn anh em nhìn đầu thỏ là nói chung là đầu thỏ này đi Khang đang đội là đầu thỏ màu xanh anh em à. Đấy còn cái đầu thỏ cổ điển nữa anh em, đầu thỏ cổ điển là đầu thỏ bình thường anh em à. Còn cái này màu xanh đậm, còn đầu thỏ bình thường á là đầu thỏ màu xanh nhạt anh em ơi. Ấy xanh dương phải là xanh dương nhưng mà xanh nhạt. Ok hồi đó đầu thỏ nó đi theo cái mùa mà one shot đó anh em. Ui hồi xưa nhưng mà 3-4 năm trước ấy, cái vụ one shot rất là hot anh em ạ. Ta đi cầm thâm son hổ qua anh em ạ, thâm son con hổ vằn hổ mới anh em ạ. Bắn khá là hiệu ứng khá là ghê đấy nhưng mà chỉ số cùi anh em ơi. Thâm son mới hiệu ứng theo mình khá là cùi. Nói chung là anh em đừng mình khuyên anh em muốn sưu tầm để đẹp thì anh em lấy đâu chứ mà bắn vui vẻ bắn mạnh thì anh em đừng nên lấy khẩu thâm son đó nha. Ok đấy thì mà đầu thỏ này đi theo cái vụ quanh sọt anh em à. Hồi đó anh em hay mặc đầu thỏ để cầm 104 với lại 187 vô tự chiến quanh sọt anh em. Ui Đê Khang ơi pha mát anh em à, thật sự luôn cực kỳ thoát chứ khó chịu luôn anh em ơi. Ok mình vừa đắp dù mình lụm được Vector anh em ơi. Nói chung là trận này mình sẽ cầm Vector. Ok và cuối mình sẽ cầm Vector nha. Vừa đắp xuống mình sẽ cầm Vector, mình sẽ xử lý mấy này trước cái đã, mình lụm 187 sau nha. Ok đồng đội mình bả lên nóc nè anh em ơi, mình giết mình này. Ui giời đông như cá luôn anh em ơi. Từ đi. Ok xây hai thằng luôn. Ok lên cái đã. Ok lắc vô đây nè. Rồi vô đây nóc hai anh em ơi. Ui nó gạt đồng đội mình rồi, không cứu kịp anh em à. Quả đó không thể nào mà lao vô cứu được. Ai ok bên trái mình còn tỉnh nè. Bơm máu hả bạn ơi. Trời ơi thấy nè. Trời ơi keo làm gì. Xây ok lắc ra. Ui ơi bên phải bên đây. Rồi ok rồi Vector vẫn là một cái gì đó gọi là quyền thoại nhưng mà vẫn là cái sức mạnh của Vector vẫn gọi là không thể nào mà sánh bằng được nhưng mà không có khẩu tiểu liên nào mà sánh bằng được hai con Vector đôi anh em ơi, quá chi là mạnh luôn. Ai trời ơi ok thôi đây cũng định ui trời ơi thôi mình bỏ đây anh em ơi.
Ai thằng này mình nghĩ là như nó dùng cái con phân thân hay sao á, nhưng mà ok ai rồi chờ thôi, nó phân thân đi đâu rồi, cho kệ cho mình nút 187 cái đã. Ok lại nút lại 187 cái mình di chuyển qua chỗ khác anh em ơi. Anh niên kia phân thân cái chạy nó mất tiêu luôn em. Ảo ma cái đà chứ chơi gì mà chơi trúng tìm á, nhưng mà chơi game chứ phải chơi trò trúng tìm đâu mà ha, nước hiện lên hiện thoát ẩn thoát hiện cái, nhưng mà ảo ma thì chứ. Thôi mình phi xe lại đây đây. Ok lách vô nè, đó biết ngay nó bắn mình đấy, nhưng mà biết ngay nó bắn mình đó, mình lách vô bắn mình đấy. Ok lách vô nè, lách ra rồi. Ôi trời ơi, lách vô gài đạn, lách ra bắn nha anh em. Đấy phải chơi như vậy nè, mà phải chơi như vậy nó mới khó chịu. Ok đụm lúa luôn 10 kill rồi. Trận này nói chung là cũng khá là ít địch, nhưng mà từ từ ấy mới có giữa trận thôi, chưa nói lên được gì nữa mà cuối trận mới nói lên được nhiều ít địch nữa mà. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ok tét cái mỏ luôn rồi, bay đầu luôn. Ok bây giờ mình sẽ phi xe xuống khu thị trấn xưa nha em. Ai bên trái mình có chiếc Lamborghini nè. Ok xe ta bon qua những chặng đường anh em ơi. Ôi có thằng chu quy đèn luôn, đông như cá luôn. Rồi mình sẽ giết cái thằng trên cao trước nha, cái thằng ở đây là cái thằng dễ giết chứ anh em à. À anh em để ý cho mình những cái pha nào ở xử lý á, đấy bắn nhau á, hai những pha nào á, ví dụ như nó có ba góc đi, một góc chính giữa với hai góc hai bên, anh em nên giết đấy những thằng mà góc hai bên nha, chứ anh em đừng có đâm giết cái thằng chính giữa. Tâm với cái thằng chính giữa là sẽ bị kẹp liền ấy, như mình nè à, khu dưới đây là khu trọng điểm, nhưng mà anh em sẽ hãy giết cái thằng ngoài kia trước nha anh em. Đê Khang bắn phá thế mà không vô đầu được nha. Thôi đầu thỏ, nhưng mà Đê Khang hôm nay mặc đầu thỏ không có qua sọt nữa mà, mặc đầu thỏ chỉ để xử lý thôi. Ai đầu thỏ là nhìn là biết những thanh niên ha bắn toàn hết toàn rồi, toàn máu đỏ thôi, nhưng mà hôm nay cầm đầu thỏ Đê Khang đi xử lý anh em à, ấy xử lý đơn giản hiệu quả. Ok đây. Ui rồi cậu này nặng quá anh em ơi, nãy giờ này mình cầm thấy con đi guitar mình vẫn cảm thấy nó nặng, nhưng mà thằng này bắn cỡ đấy mình không chết kìa. Cái thằng ngôi vua này hút máu chết không. Ui rồi không chết. Ok thôi mình chọn đạn trốn vô để mình cấu máu thôi, từ từ nhưng mà ấy cấu được bao nhiêu hay bấy nhiêu anh em. Ấy cấu máu cũng khá là nhiều máu đấy chứ anh em à, chứ đừng đùa anh em, ấy cũng mấy 30 máu đấy. Ok anh em thấy không, nó rút cực kỳ nhiều luôn. Ấy rồi đây rồi, cho con nè, khá là trâu đấy. Ui trời ơi, rồi lên gài đạn rồi hút máu. Ok chết luôn nhưng mà trâu thật sự nhưng mà đúng trâu luôn, trâu bò bỏi đạn chứ. Ấy đem theo cái kia ta thì tăng thêm một tí tốc độ hơi đạn, cũng nói chung là cũng khá là cải thiện được một tí ta tốc độ xử lý nữa mà, cũng gọi là ổn áp một tí đấy nè mày. Ui cái đạn bơm máu kịp không, trời ơi tám máu. Ok chín, ui rồi ôi vừa kịp anh em à, vừa còn ba máu luôn. Ok ui trong bò nó bắn mình nữa. Ok từ anh em ơi, bên phải mình vẫn còn thằng trên nóc nha bơm máu chứ cái đã anh em ơi, cứ từ từ không vội vàng anh em à. Trời ơi chạy vô cái đá anh em ơi, chạy vô cái đá rồi trời, trong bò nó bắn mình nữa kìa. Ui cái thằng này muốn bởi đầu à, kiếm chuyện đi khen quá hay nữa mà, cây cú thật sự. Ok chạy vô cái anh em ơi, hết keo rồi, còn bao quá keo thôi. Ui trời ơi khó chịu quải cái đạn luôn chứ, hình như cái thằng trên nóc bay màu hay sao rồi. Ấy mình nghĩ thằng trên nóc này không sống nữa đâu, tại vì bây giờ bo thu với lại nên từ trên nhảy xuống rồi sau đủ máu sống anh em à. Ấy nhảy xuống cũng bị gãy giò chết anh em. Rồi bây giờ tới kẻ địch khác nó keo mình rồi anh em ơi. Ui cái thế này khó chịu thế, còn có một quả ông keo thôi, thằng này phải chết với mình anh em à. Phải giết được cái thằng này mới dễ chơi nha, giết được thằng này mới dễ nha. Ok nổ trúng không, trúng không, ok ngon lành anh em ơi. Bây giờ nè trên cao còn nữa nè mà, ui rồi sau lưng ngoài bo vẫn còn à. Rồi kệ nó cái đã. Ok bơm máu trước cái anh em ơi, lo cho cái bản thân mình trước cái đã nè mà. Ôi ngồi đây bơm máu cho chắc cú cái đã. Cái thằng trước mặt mình nóc rồi nè, cái thằng sau lưng mình vẫn còn, nhưng mà thằng sau lưng mình nghĩ ơi. Ok ôi thằng sau lưng mất tiêu rồi, chết rồi, thằng sau lưng chết rồi. Ok nè mày, tại vì UAV nó quét trên bản đồ mình không thấy thằng sau lưng nữa, mình sẽ công cái thằng này lút keo anh em ơi. Đó lút keo rồi. Ok mình sẽ chạy hướng này, chạy vô nhà nha. Chạy vô nhà mới có cái nhà nó che mình được nữa mà, ngoài kia nó hơi trống quá, ai nhiều khi bị hướng khác nó bắn hơi khó chịu. Ok vô nhà rồi, bây giờ mình sẽ sửa giáp cái đã. Đấy sửa giáp hồi đêm keo để mình chạy ra đây tảng đá mình thủ anh em à. Đấy đây tảng đá trong bo chứ nhà ở ngoài bo một tí nữa mà. Đây rồi cái đầu. Ui trời ơi không vô đầu nha. Trời ơi không chết chứ, không phải không vô đầu anh em ơi, vô đầu nhưng mà không chết nữa mà. À rồi thanh niên gan liều à. Xuống đây xuống tính tỷ thí với Đê Khang à, xuống luôn. Trời ơi anh niên chưa kịp ra đạn nữa, bởi cái đầu anh em ơi. Cậu này lâu bắn vài pha ảo quải cái đạn được chứ, ảo ma luôn anh em à. Ấy làm vài pha ảo cực kỳ. Đây rồi. Ui what the hell. Ui mình ke đầu không kịp anh em à, không lại à. Ui trời ơi tiếc thế. Thôi anh em ơi, mình tiếp tục mặc bộ đồ này và mình làm lại trận tiếp theo anh em ơi. Ui đã bao nhiêu cố gắng đây, Khang cầm 1887 thủy nộ, bao nhiêu cố gắng bắn tới bò cuối rồi mà cuối cùng cũng thành top 2. Trời ơi cay đấy. Ok khởi đầu nè. Ui vẫn là khu map đảo thị trấn xuôi nha. Đây rồi vẫn là map đảo thế kỷ nữa mà. Đây rồi sẽ đây cố solo này trong cửa sổ nè. Đấy biết ngay nữa mà. Trời ơi tự nhiên không nhảy ở ngoài bắn nhau mà tự nhiên nhảy trong đây, nhảy ra là cái gì trời khó hiểu thật sự nữa mà.
đây rồi, ra đây. Ôi ok anh em ơi, thôi bây giờ mình sẽ loot đồ kiếm 187, mình sẽ di chuyển anh em ơi. Ở khu này nói chung là bắn nhau cứ tèn tèn thôi, nhưng mà không cần bắn nhau nhiều đâu. À, tại vì khu này ha nguy hiểm lắm nha, đó nguy hiểm nhất cái thằng đó, nhưng mà cái thằng đó rất là nguy hiểm đấy, cái thằng đó cực kỳ nguy hiểm luôn. Hãy làm cho bao nhiêu anh em gớt ganh đấy, nhưng mà thấy mấy thằng trên đó hả, anh em vừa lú ra là bù bập tét cái đầu rồi gớt ganh tèn tèn gớt điểm trong đầu súng luôn. Trời ơi trời, cay lắm anh em ơi, cay đỏ luôn anh em à. Đấy đi, ấy cho mình làm gì, có rồi đi ngồi trong đây buôn máu à, ảo ma Canada thanh niên chứ. Trời ơi trời, ok gạt luôn. Đấy, 4 kill rồi, trước mặt mình còn thằng anh em ơi. Đây, bởi đầu, ok, chết luôn. Trời ơi, gạt luôn anh em à. Ok, bây giờ hành trình kiếm 187 mình thôi anh em ơi. Ok, gạt, bây giờ mình lấy, mình chạy qua chỗ khác, mình kiếm 187 thôi anh em à. Ok, đây rồi, có 187 rồi, mình vừa chạy lên cái khu võ đài có 187. Mình chạy xuống đây, có thêm một thằng cầm xúc tỉa, nó tỉa mình anh em ơi. À, tỉa lén tao hả mày, ok. Trời ơi, ám sát vô tầm gần. Ơi, người anh em đều có Orion à. Đây Orion lên nè người anh em ơi, đây mới gọi là Orion nè, đó gà đạn nè, chết chắc đây mới gọi là xử lý Orion nè người anh em ơi. Người anh em ơi, gì mà vội vàng thế, chưa bắn được viên nào hết trơn bật Orion rồi. Trời ơi, gặp đây khang quýu dụm hết trơn, mà gặp mình một cái hú hồn anh em à. Đưa cái đầu thỏ ông cái anh niên này quýu anh em mà giật mình luôn, bật Orion liền. À anh niên này cho nhau à, chơi bơm keo ở đây, chơi bơm keo thằng kỳ à, chơi bơm keo chút xíu anh em à, chạy đâu mày chết. Ê trời ơi, ai cho mình lên quy định của thầy khác, trời ơi cay đừng chơi em ơi. Ôi ôi, đầu mùa anh em thấy không, đầu mùa không phải là nó bị phi trần này, đầu mùa không phải là những pha xử lý đẳng cấp anh em, mà thấy đầu mùa toàn gặp những pha hả khó đỡ thôi anh em, những pha tấu hài khó đỡ thôi. Ok, đặt keo cái đặt đây mình đây. Bây giờ mình thấy nó bởi xe nó mới đáp xuống anh mà, nó đang cứu miễn phí. À chạy vô đây ui sồ, chạy đâu ôi rồi đu cấp treo sai lầm rồi, bởi đầu đi trời ơi. Đùa cách treo là sai lầm rồi, mình đã nói rồi bạn ơi, bạn đừng có đùa, trời ơi, ok anh em ơi. Ui sao lưng cái tên, lại là cái góc này à, anh em ơi, khoan, bây giờ nó núp trong đó rồi, mình sẽ công đi luôn. Cái thằng ngoài xa mình bắn cái thằng cáp treo á, mình bỏ đi mà nó cứu được đồng đội, nó cứu thì cứu, không cứu thì nó chết anh em ơi. Thôi kệ đi, mình lo cái thằng trong đây trước rồi đã. Đây rồi, ra đây xô cái tâm nè. Ấy mình mới để ý anh em à, đi khang mặc full bộ đồ, full đồ xanh lên nước biển luôn anh em à. Ấy có cái chảo màu vàng thôi, ấy AK gồng xanh 187 thủy nộ, rồi quần màu xanh, đầu màu xanh, áo màu xanh luôn anh em à. Ui rồi ôi, khá là ok đấy chứ. Ôi hợp lý chứ anh em à, combo hủy diệt anh em à, combo thần thánh đây rồi, chết tạch cho mình. Ôi Orion lên gà đạn rồi, ok đấy, đặt keo kiểu này là thôi chứ anh em á, để ý anh em chơi Orion á thì anh em á nên ám sát sát thằng địch luôn, ám sát gần thằng địch luôn, để cho thằng địch nó đặt keo á là anh em phải vô chung keo với nó, không thôi thằng địch mà anh em đứng xa quá thằng địch nó đặt keo nó chặn anh em ở ngoài thì anh em ở không luôn anh em à. Đấy, nó chặn anh em ở ngoài là làm gì anh em bắn được, anh em phải ám sát nó đặt keo, anh em phải nằm chung ở chung, nói chung là chung bơm keo nó luôn. Đấy, ám sát gần nó luôn. Thôi anh thấy không, lúc nào thì cái Orion lên cũng sát bên thằng địch anh em à. Cho thằng địch nó đặt keo, nhiều khi nó đặt keo nó chặn mình được, nhưng mà ám sát gần thì đặt keo làm gì thằng địch nó chặn mình được anh em. Ok, mua thêm đồ đã, cứu thêm đồ mình cái anh em ơi. Đấy, xài sửa thêm cái giáp nữa là quá tuyệt vời luôn, ra thêm lút tí đồ nữa anh em à. Thôi bây giờ mình sẽ di chuyển ở khu khác thôi anh em ơi. Đây rồi, đấy mình mới lấy xe quân đội đi chuyển khu khác. Đây trên đầu mình có địch nè, đây xin có địch. Ui đâu hết nghe tiếng chân người ta, ui không nghe tiếng chân nữa mà. Ui ơi thanh niên ơi đi đâu rồi, trời ơi ra đây đi khai báo. Ui rồi mình dưới cái đình nào bắn nè, ui sò ha, rồi bắt đầu nghe tiếng chân rồi, mình thấy nó rồi anh em à. Đây thanh niên ngồi yên tĩnh lắm anh em ơi, ngồi yên lắm. Ok mình khóa chiêu anh rồi, trời ơi khóa chiêu thế này thôi, ngồi đây hả điểm phật bạn ơi, ngồi điểm phật chứ làm gì mà công cự được anh em à. Ok trận này cũng khá là ít kêu nữa, ok ấy không biết sao mình có duyên với lại đảo thế kỷ hay sao anh em à. Nãy giờ bắn con đảo thế kỷ thôi, ok mình dưới cái đình đó nha. Đây, úi rồi, hình như chết hết rồi anh em à. Ôi hình như bị bên kia bắn chết hết rồi, trời ơi là trời, mấy đinh điên này trời. Chết hết trơn cái này thôi chứ sao còn kêu đi khen bắn nữa. Ok, nãy thì video này cũng gọi là cũng khá là dài đấy anh em à. Đấy, mình đăng video dài 33 phút, anh em bảo video còn ngắn quá anh Khang ơi, ra thêm video dài đi xem nó mới đã. Ui xôi ôi, mong anh em ủng hộ đi Khang, video này đạt được 100k view ấy thì mình sẽ làm video 40 phút cho anh em xem luôn. Ok không anh em? Đấy, video này hứa danh dự cho anh em luôn, video này đạt được 100k view đi Khang sẽ, ui xôi ôi, sẽ làm video 40 phút hoặc là 47 phút cho anh em xem, cực kỳ dài cho anh em xem đã luôn anh em à. Ấy cho anh em xem cái hành trình leo top 187 xe vào Việt Nam của Đi Khang. Ấy nói chung là nó gian nan cực kỳ như thế nào anh em ơi. Đấy nó gian nan như thế nào. Ấy mình leo bằng chính thực lực của mình và bản thân mình, cho nên mình leo nó hơi căng một tí, để thông cảm nha anh em ơi. Đây mình vừa có công việc bên ngoài mà mình vừa chơi game, vừa làm clip, vừa cắt ghép nữa, cho nên mình không có dành hết thời gian cho leo top được anh em ơi. Ấy mình leo khi nào mình rảnh thôi. Ấy nhưng mà mình vẫn cố gắng mình leo cho anh em xem. Ui rồi ôi, giỡn mặt của Đi Khang các bạn.
Ui, anh em thấy khẩu này thì mình bắn nó không có được có những pha mà đẹp mắt, những pha mà xử lý đẳng cấp. À, tại khẩu này anh em thấy nó hơi chậm, cho nên là xử lý nhiều pha nên không, nó khá là gùa nữa mà, khá là chậm, khá là gùa bò nữa mà, cho nên là xử lý nhiều pha nó hơi phức tạp một tí, anh em thông cảm nha. Ui, sao lưng cái địch nữa, đông thế em ơi, đông thế, sao ơi, bo thu cái khu điền trang này nữa, gặp ngay mấy cái bạn trên nóc nữa chứ, đến nay thôi chứ thứ gì mà chưa được cái mà, thôi kệ cái đã em ơi. Rồi, cái thằng trên nóc mới kìa, thấy không? Ok, cái đầu, mày xuống luôn cái đầu nè. Bể cái đầu rồi, xôi, nát cái đầu luôn. Ok, nhưng mà chạy vô nhà cái, chạy vô khu này cái, em ơi, cứu ông tội mình cái nữa mà. Ôi, trời ơi, mỗi bên một thằng nữa mà. Mỗi bên một thằng, thôi, nó qua, nó cứu cái sao ấy, nó qua, nó cứu cái thằng mình mới bắn nóc cái sao ấy, em ơi. Thôi mình mua cái cổng di chuyển mình lên mình coi như thế nào anh em ạ. Đấy, mình lên mình coi nó trên đây có vui vẻ hay không, có nhộn nhịp hay không nha. Thôi để Lê Khang lên xem tới các em ơi. Lê Khang lên xem với đây. À trên đây cũng không lên được, không lên được anh em ơi, bên kia nó bắn mình. Ôi ơi, sao cũng lên được. Trời ơi, bên đây cao quá anh em ơi. Bên đây cái dốc cái thềm bên đây cao quá không đi được. Thôi quả này mình phải ơi solo luôn anh em, nó bắn phóng lựu. Ok, ok bể đầu rồi ơi, dẫn hoài. Ôi xuống. Nó chạy nó cứu anh em ơi, xuống lẹ anh em ơi, nó cứu mình, nó bắn mình. Ôi trời ơi, chốt. Trời ơi. Ok, kẹp bài, ok, solo à, ơi, dẫn hoài, bởi đâu anh em à. Đấy, ok, gạt luôn. Thì nói chung là từ khi mà đổi cái bơm keo anh em, đổi cái bơm keo anh em giết địch đó, anh em hút cái xác thằng địch được tặng thêm 4 bơm keo đấy. Đấy, từ khi mà đổi cái bơm keo á thì Lê Khang á bắn thằng nào được gạt được giết được thằng nào là gạt luôn thằng đấy anh em à, không có để nó bò anh em ơi. Đấy, để cho hút bơm keo anh em ơi. Thì hồi đó thì mình hay kiểu như anh em hay bắn cho nó bò 3 thằng ấy, rồi giết cái thằng cuối anh em à, giết thêm cái thằng cuối để cho nó chết 4 thằng. Đấy, giết 4 thằng liên tục để cho cái bảng điểm nó nổi lên 4 thằng liên tục anh em à, cho nó đẹp mắt đúng không? Thì bây giờ bắn được thằng nào gạt thằng đó luôn anh em à, không để cho nó bò nữa. Đấy, tại vì để cho nó bò làm chi anh em, một là thứ nhất là nó cứu, thứ hai là anh em gạt để anh em hả lấy bơm keo. Như vậy khá là an toàn. Với lại thứ ba cái quan trọng cuối cùng, ấy cha, ui phải nhanh cái thứ ba cuối cùng á, quan trọng á là nó còn bò á, là nó biết vị trí của anh em, nó sẽ đọc vị trí cho thằng đồng đội nó bắn anh em mà. Ai cho nên là anh em gạt hết trơn đi, ok bắn cho nó an toàn đi. Nhưng mà nhiều pha đi khen gạt anh em mà, nhiều khi tham gạt quá ấy, bị thằng địch nó bắn chết anh em mà. À, nhiều khi đứng gạt á rồi bị thằng đồng đội nó bắn chết anh em, cho nên là anh em gạt anh em phải đặt keo hoặc là anh em phải an toàn tí. Ok, trời ơi trận này không biết tới một nổi hay không đây, bo gì mà đông thế nha. Còn 5 thằng cuối mà sao trên bản đồ nó quét trên bản đồ quét đúng 5 thằng anh em ơi, mình tưởng là nó quét dư. À trên đây. Ui rồi thanh niên mà áo WZ ơi, trời ơi xin lỗi người anh em WZ nha, người anh em mà áo WZ mà chứ không phải người anh em WZ. Ok rồi, có người dài ít rồi. Ok mình xuống đây mình sẽ khoan, mình mới đi anh em à. Trên bản đồ hai thằng mình đang bị kẹt chính giữa anh em ơi. Mình không biết bốn thằng này nó chung team hay là khác team. Nếu nó chung team thì mệt với mình anh em à. Nếu nó chung team thì đi khang cực anh em, đi khang khổ với nó anh em à. Ui giời, công tới nè. Ok, hai viên Oga lên. Ui trông thấy Oga lên. Ui nóc một rồi. Ý đặt keo gạt luôn. Lẹ lên anh em ơi. Địch tới ở đây. Hai viên nè, Oga lên nè. Rồi thằng chết mình. Ok, nóc hai anh em ơi. Ui chết chắc rồi. Ok, Oga lên. Ui giời, đặt keo. Ôi trời, bằng đứa này cầm B90 nữa mà, cầm thêm cái con dây giật cây gót anh em, bắn đục giáp mình 3 viên bởi cái giáp luôn. Trời ơi, cực kỳ đau luôn nữa mà. Ôi dồi, hai trận cuối cùng, hai trận thất bại của DK nữa mà, cực kỳ cay luôn. Đúng là thủy độ cực kỳ nặng, cực kỳ khó bắn anh em ơi. Ok, thôi chúc anh em một ngày vui vẻ nha, hẹn em ở clip sau nha. Tạm biệt những anh em nha, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ DK, và nhớ comment đóng góp ý kiến của anh em cho DK biết nha. Bye bye anh em, mãi yêu.